nói hồi đầu á là giống cái cấu trúc của nó giống như là dịch tả, giống như là Newcastle á, tương đối với Newcastle. Nên á là mình nên làm cách cái mũi tả ra khoảng 4-5 ngày. Đó. Do là nó tương đồng nên là nó sẽ có cái vị trí hình thành cái dịch nó giống nhau. Nên là nếu như mình làm chung hai vaccine này lại á, thì vô tình nó sẽ làm cho miễn dịch của hai vaccine này thì kéo xuống. Ví dụ như là mình làm vaccine tả đơn thôi hoặc là SS đơn thôi thì cái bảo hộ nó là 100% đi. Thì nếu mình pha chung vô thì nó chỉ bảo hộ được khoảng 60-70% thôi. Nên là tốt nhất là mình nên làm riêng ra, đừng làm chung. Đừng làm chung thì nó sẽ tạo được cái miễn dịch là tốt nhất không đến 10 ngày tuổi. Đó. Và khoảng 5-6 tuần sau mình làm lại lần nữa. Lần này là mình có thể, gà này lớn rồi. Nó có hai cách làm, một là mình nhỏ mắt, hai là mình cho uống. Tùy điều kiện mà chàng áp dụng. Nhưng mà lần đầu là mình nên nhỏ mắt. Và tốt nhất là mình nên nhỏ riêng ra, từng con. Dạ. Cái này là cái chương trình vaccine căn bản ở trên gà thả vườn của mình ha. Thì đây em tô đỏ đây. Em tô đỏ là thường là trại mình là làm vaccine tả IB là lúc mấy ngày à? 3-5 ngày đúng không bà Tóc? 3-5 ngày ha. Thì mình cách cái mũi làm tả ra, cách mũi làm tả IB ra 4-5 ngày. Thì đây em có ghi đây, 3-5 ngày là mình làm cái tả IB. Thì 10 ngày, 8-10 ngày cũng được, 8-10 ngày mình làm cái FHF là mình làm cái sinh bù đầu. Nó cách cái mũi tả IB ra khoảng 4-5 ngày. Đó. Rồi 42 ngày mình lập lại. Những vaccine khác thì mình làm y như chương trình. Như chương trình mình làm nó ổn định rồi. Đó. Đây là cái em trong cái tài liệu á thì nó có liều vaccine. Em có gửi cho anh chị á tham khảo về lịch vaccine, sản phẩm của vaccine của công ty, theo cái sản phẩm của công ty. Một vài cái dụng cụ để chủng vaccine, thì vaccine này là mình có thể mình nhỏ mắt, phun xương và cho uống. Thì trong những cái đường cấp đó thì nhỏ mắt là tốt nhất. Phun xương là nếu như mình nuôi số lượng lớn á, mà mình không thể mình nhỏ mắt. Ở nước ngoài là người ta phun xương không ạ? Tại nước ngoài người ta nuôi tất cả 100,000 con mà sao người ta bắt nó nhỏ mắt từng con mà, đúng không? Nhưng mà ở điều kiện ở Việt Nam mình nuôi 5-3,000 rồi mình có thể nhỏ mắt từng con rồi, nhưng mà ở nước ngoài rất là khó áp dụng. Thì mình có thể mình có nhiều cách, một là nhỏ mắt, phun xương. Thì phun xương nó có cái thiết bị đây, cái bình phun của công ty có luôn cái bình phun này. Thì nó thích hợp cho trang trại lớn, nuôi số lượng lớn, mình điều kiện mình nhỏ mắt từng con nó khó khăn thì mình phun xương. Cái này là cái dụng cụ chích rồi, chích vaccine chết. Và cái bài trình bày về cái em là đến đây kết thúc, nhưng mà em cũng xin giới thiệu thêm một vài cái vaccine trong cái chương trình vaccine trên gà em gửi anh chị á. Thì trong đây nó có một vài sản phẩm này, là cái đầu tiên là vaccine gum bên em GM97 là vaccine gum, một loại vaccine gum thôi, làm hai lần 7-4 ngày là GM97 là vaccine gum. Tả đơn là clon, tả với lại IB kết hợp, vaccine kết hợp tả IB á, đây là B1H120 xài cái chương trình đó. Rồi tả nhúng dầu là vaccine tả chết á, tả chết á là BPL2. Đây là những cái dòng vaccine mà em có đề cập ở trong danh mục sản phẩm đó. Cái này là một vài cái kháng sinh, doxy dạng nước 10%, etro 10% và thuốc bổ cũng đều dạng nước hết. Ba sản phẩm là enro, doxy và thuốc bổ. Rồi.